Hôm nay tại vì ngày cuối tuần cho nên rất là kẹt xe luôn. Nè, ở đây như nổi tiếng là thịt gà nướng á, cho nên là quán nào cũng là gà nướng hết. Xe du lịch xếp hàng quá chừng luôn. Đây trước là có gì trình diễn với lại Yên em. Có hai người hộ tắm, hai mẹ con đi chơi. Ủa gì xếp hàng đi vô hả? Còn trên đi mua vé hả? À vậy là kia mua vé vậy xếp hàng. Ui cha, xếp hàng đông lắm luôn á. Xếp hàng một hàng rất là dài. Trên kia có người ta đù kìa. Tiếp vé đi vô. Tiếp vé đi vô, lên tàu. Lên tàu bên kia. Người ta đang lên tàu bên kia. Yeah. Chờ người ta lên tàu, lên bờ xong rồi mình sẽ lên tàu này. Yến Ly hiện đang đứng đầu tiên luôn. Yến sẽ dự định là đứng sau lưng kia, sau lưng tàu kia. Hai tàu tới luôn. Nay mẹ bỉm sữa đi chơi sướng lắm luôn, tại vì có nhiều đồng bọn đi theo hỗ trợ. Nhìn đẹp quá luôn á, trời ơi, cái chôm chim màu đỏ đẹp quá nè, thấy không? Ngày xíu mình chui em chụp hình liền chỗ đó, người rất là đông luôn. Bây giờ người về nhiều hơn người vô anh em. Đó, là người về người ta sẽ đông hơn nè. Đây giờ này đúng rồi đó hai. Đang vậy prank prank á. Giúp tôi đi nhé. Welcome to Nami Nara. Netflix. Ai là? Wow, đẹp lắm nha, đẹp lắm nha. Đi cầm mấy em. Mình về sắp hành về. Đi hướng này hả gì? Đẹp ha. Đẹp nhưng mà cái khung gì xếp hàng đông quá. Yến đã đến phim gì vậy? Phim bộ phim Chuyện Tình Mùa Đông rồi này mọi người. Phim gì quên hả? Chuyện Tình Mùa Đông không em? Chuyện Tình Mùa Đông. Chị Trân ơi, Chuyện Tình Mùa Đông hả gì? Phim gì? Chuyện Tình Mùa Đông. Phim Chuyện Tình Mùa Đông. Ngày xưa rất là nổi tiếng luôn. Cái chỗ đấy người ta quay đây nè. Hả? Thì Chuyện Tình Mùa Đông. Đảo Nam Y. Hả? Đâu bây giờ gì nó đúng mà.
Đâu sai đâu. Cái chỗ mà ai qua Hàn Quốc cũng đến muốn đến check in một lần. Mà Yến qua Hàn Quốc chục lần rồi, Yến chưa đến đây bao giờ. Tại vì Yến em nó không dẫn đi. Bây giờ nó dẫn đi đâu. Tự nhiên bà không đi mà bà báo tại vì Yến em nó không dẫn đi. Cái lý do đấy là ai biết, chính đáng. Ai biết. Nói chung là không đi tại vì Yến em nó không dẫn đi. Cái chỗ đây nổi với phim bộ phim nó rất nổi tiếng nha. Rồi cho nên người Việt Nam mình qua đây tới đây hết á. Các bạn ra đông quá ha, tới cái còn này đường này luôn ha. Đi về trễ rồi đó. Chắc lúc mình về chắc người ta cũng đi hết rồi. Vậy với lại nói là mình phải đi trễ người ta mới đi. Một người đi sớm hay là đi trễ? Nói chung là cảnh đẹp. Không biết là bữa trước người ta quay phim khúc nào ha. Mình lại đúng cái chỗ đây. Đi sớm hay là đi trễ? Nói chung là cảnh đẹp. Đây là dì Yến làm hướng dẫn viên du lịch Hàn Quốc. Bạn nào qua Hàn Quốc đâu? Bạn nào qua Hàn Quốc nha. Qua Hàn Quốc liên lạc inbox liền luôn để kết nối với dì Yến. Cứ ai mà qua Hàn Quốc là dì Yến dẫn đi luôn. Kim lái xe, Kim chụp ảnh, Kim hướng dẫn luôn. Bao hết, bao thầu hết. Không mang hành lý, không xách hành lý cho. Đặc biệt không em. Đi không em. Đó, bây giờ sẽ chụp hình check in ở đây nha. Nami Island. Cái địa điểm chụp hình này rất đông người chụp luôn. Tại nó ghi chữ I vì Nami Island đồ cho nên là rất là đông người chụp. Giờ đi vào trong. Wow. Đó được một bầu trời. Đỏ lắm luôn. À đúng rồi nè. Wow, đẹp ha. Đẹp á, cái khúc này đẹp nè. Wow, đẹp quá. Giờ sẽ vô sâu vô trong nữa. Cảnh đây rất là đẹp luôn. Đi một ngày chắc không hết đâu ha. Rất là to đó. Ở đây có nhiều người Việt Nam mình lắm luôn á. Tại vì nó rất là nổi tiếng ấy, cho nên khách du lịch Việt Nam rất là đông. Hồi nãy đi ăn quán Việt Nam còn có em nhân viên người Việt Nam nhìn mặt rất là giống Hàn Quốc luôn. Ai về nói tiếng Việt. Đi đâu rồi? Chị đang nghe điện thoại rồi. Kìa. Rất là rộng và rất là đẹp. Chị ơi, nói chung là nghiêng một rừng màu đỏ luôn. Mọi người tưởng tượng đây là một rừng màu đỏ như thế này nè. Vậy mà sao cũng đẹp được. Gì ơi, đẹp gì. Gì. Tội gì tôi ghê luôn. Đây. Đẹp chưa? Sướng lắm mọi người ạ. Đi du lịch được có hai người hộ tá. Uyến còn có 27% à. Người xách hành lý, người mà ảm mà. Trời ơi, cảnh nó đẹp ghê luôn á. Đẹp lắm luôn. Đây nè, cái cảnh này giống như cái trong phim gì ta, Chuyện Tình Mùa Đông chưa. Cái bộ phim đó cũng lâu lắm rồi mà giờ cũng còn rất là nổi tiếng. Chắc là con đường này rồi. Mai tranh thủ đi, lắm nữa tối không thấy đâu. Ok. Tranh thủ đi thôi. Này đi ngắm lá đỏ cho nên là phải mặc cái bộ đồ nào cho nó thiệt là nổi bật hơn cái lá đỏ hả? Hai chụp em một cái như này. Ok. Tại em ý nghĩa nó nói chụp nhá giống vậy nè. Không chụp nghiêng đi chứ em nghe mà. Ok. Em nghe mà. Thank you.
Áo áo ok vậy. Bây giờ mình chụp hình ở đây nha. Chụp hình ở đây là một chiếc bao không áo ở đây. Để tới đây là phải mặc đồ đẹp. Nó đang đỏ vàng đó. Rất là đẹp luôn. Trời ơi, xuất sắc. Hôm nay mình may là mình mang cái bộ đầm này đẹp tới đây. Bồn chèn với cái lá vàng này. Đi chụp hình đây. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Đây là đảo Nam Yidi đêm nè. Rất là đẹp. Là cảnh đêm nha. Wow, cảnh đêm đẹp quá. Mới về cháu lên sao mình từ sáng giờ. Trong này giờ mới vô, mới về. Hồi sáng xuất phát sớm nhưng mà tại vì kẹt xe. Đi tới đây phát mất khoảng 3 tiếng hồ. Vô đây thì lúc 4 giờ chiều đúng không ta? 4 giờ chiều. 4 giờ chiều giờ là mấy giờ hè? Giờ chắc là 6 giờ rồi ha. Người ta lên đèn sáng đẹp nè, khách cũng rất là đông luôn, nườm nượp luôn. Ở tại đây thì nhà hàng cũng rất là nhiều. Cho nên vô đây không có đói bụng, không có lo đói bụng. Đó thì ăn. Hôm nay mẹ bỉm sữa xong áo tẹt ga. Gì trên nhiệt cư. Gì trên nhiệt cư. Xong áo tẹt ga luôn. Nói chung là xuất sắc. Hôm nay có một bộ hình rất là xuất sắc luôn. Hồ sen, thôi đem bên không sen tối ha. Cả buổi tối đẹp lắm luôn á. Ban ngày cũng đẹp, buổi tối cũng đẹp. Nói chung là buổi nào cũng đẹp. Bên này có hồ sen này, người ta có lên đèn này. Bây giờ mấy giờ cháu Quyến đi về? Giờ mấy giờ cháu đi về đây? Rồi xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các video sau nha. Nhớ đăng ký kênh giùm Yến nha mọi người ơi. Bye bye. À Úc bye bye kìa. Bye bye. Dì Ba bye bye.